Xin chào các bạn thích đi du lịch khám phá, trải nghiệm và mong muốn có được một sức khỏe như ý. Chúng ta đang ở khu vực Tà Nung, vùng ngoại ô của Đà Lạt, cách trung tâm Đà Lạt chừng 20 km về phía nam. Tà Nung có khí hậu trong lành, dân cư thưa thớt, cảnh quan lại rất xinh đẹp. Trong những năm vừa qua, thu hút rất đông khách du lịch mọi lứa tuổi tìm đến. Và đây là một điểm đến đặc biệt. Chúng ta đang ở trong một khu vườn nuôi trồng dược liệu kết hợp với nghỉ dưỡng và tĩnh tâm của Đại Nam Phạt Ma. Người đang cặm cụi trồng từng cây thuốc nam quý giá làm dược liệu đó là tiến sĩ bác sĩ Thái Huy Phong, là một chuyên gia về dược liệu và y học cổ truyền, hết sức tâm huyết với nghề. Đại Nam Phạt Ma muốn cùng bạn tìm về với chính mình trong không gian yên lành tĩnh tại. Ngoài ra các bạn còn được trải nghiệm những hoạt động thường nhật của người dân địa phương. Hàng chục hectare đất trang trại mà Đại Nam Phạt Ma đang sở hữu sẽ giúp bạn có được không gian thật tuyệt vời để thư giãn, nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, học về y học dân tộc cổ truyền, thực hành massage trị liệu và đặc biệt tìm hiểu về cây cỏ dược liệu, tức cây thuốc nam, và nhớ về danh y Tuệ Tĩnh, người đã nói nam dược trị nam nhân. Bạn sẽ hòa mình vào thiên nhiên trong lành cùng với bạn bè và người thân và những bác sĩ, dược sĩ của chúng tôi trồng những cây dược liệu, thu hái dược liệu và cùng nhau chế biến những bữa ăn mà rau củ được thu hoạch ngay tại vườn nhà. Bạn chính là người thụ hưởng những thành quả của những người hôm qua đến, và cũng chính bạn sẽ tự tay gieo trồng những cây dược liệu, những cọng rau ngọn cải để cho ngày mai những người bạn của chúng ta đến và thụ hưởng như bạn. Bạn có sẵn sàng xoắn tay nhổ cỏ, cuốc đất, trồng rau củ quả, trồng cây dược liệu để cho ngày mai chúng ta dùng, cho người thân, bạn bè của chúng ta dùng không? Nếu bạn làm được điều đó, hãy cùng với chúng tôi ngay ngày hôm nay tạo ra những khu vườn xanh sạch, những khu vườn dược liệu quý hiếm để phục vụ cho chính bản thân mình và cộng đồng thân yêu. Khung cảnh và con người Tà Nung luôn luôn chào đón bạn, và đặc biệt khu vườn nuôi trồng dược liệu của tiến sĩ bác sĩ Thái Huy Phong, Đại Nam Phạt Ma, nằm rất gần những khu du lịch nổi tiếng tại Tà Nung, ngoại ô của Đà Lạt, như là khu vườn trên mây, như cà phê cây sồi cổ, Bee Farm, cà phê Mê Linh và một ngôi chùa rất đẹp là chùa Vạn Đức. Không gian của chúng tôi rất tĩnh tại, an lành. Những bạn nào thích thiền hay thích ngồi tĩnh tâm nghe lời kinh tiếng kệ thì thật tuyệt vời. Chúng tôi dang rộng vòng tay chào đón tất cả các bạn hãy đến với vườn ươm dược liệu của Đại Nam Phạt Ma tại Tà Nung, ngoại ô Đà Lạt.